Xin chào các con, và trong video này thầy lại hướng dẫn cho chúng mình về dạng số 2, cách so sánh chu vi của các hình. Và như trên màn hình chúng mình nhìn thấy, thầy có một ví dụ, đó là so sánh chu vi của hai hình chữ nhật. Hình chữ nhật đầu tiên là hình chữ nhật ABCD, và hình chữ nhật thứ hai là hình chữ nhật EFGH. Rồi, và bây giờ thầy sẽ ký hiệu đầu tiên, đây là dữ kiện số 1, hình chữ nhật ABCD, và dữ kiện số 2, hình chữ nhật EFGH. Và trước khi đến với phần tư duy phân tích thì thầy muốn chúng ta xác định rõ được cái kết quả cần phải đạt đó là gì. Kết quả cần đạt của chúng ta là muốn so sánh chu vi của các hình. Vậy thì so sánh có nghĩa là chúng ta đi làm gì nhỉ? À, chúng ta đi tìm xem là hình ABCD với hình EFGH, hình nào lớn hơn, hình nào nhỏ hơn, hay là các hình nó bằng nhau, đúng chưa nào? Vậy chúng ta cần phải điền cái gì vào ô câu hỏi nào? À, vậy cần điền là P đúng không? Có nghĩa là chu vi của hình ABCD với chu vi của hình EFGH. Đó, EFGH này. Đấy, nó có đặc điểm lớn hơn, nhỏ hơn hay là bằng. Và để chúng ta so sánh được điều này thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai dữ kiện nhé. Dữ kiện thứ nhất đó là chu vi của hình ABCD. Chu vi của hình ABCD thì các con quan sát lên trên màn hình thì chúng ta thấy rằng là nó có chiều dài bằng bao nhiêu nhỉ? Chiều dài bằng 80 đúng không? Chiều rộng bằng 40. Đó, chúng ta lấy 80 cộng với 40 và đem nhân với 2 thì ra tính được chu vi. Các con tính luôn nào. 80 cộng 40 bằng 120, nhân 2 bằng 240. Đúng chưa nào? Rồi, 240 cm. Thế còn dữ kiện số 2, chu vi của hình EFGH thì sao? EFGH. Đó, thì chúng ta thấy rằng có chiều dài bằng 60 cộng với chiều rộng bằng 50 và chúng ta đem nhân với 2. 60 cộng với 50 bằng 110, 110 nhân 2 thì bằng 220. Đó. Vậy, bước đầu tiên sau khi chúng ta tính chu vi của các hình thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến bước so sánh. Vậy, từ cái mỏ neo số 1, từ dữ kiện số 1 và dữ kiện số 2 chúng ta quan sát. Đấy, kết hợp lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là chu vi của hình ABCD bằng 240, còn chu vi hình EFGH chỉ bằng 220 thôi. Vậy thì nó sẽ lớn hơn hình EFGH, đúng chưa nào? Vậy đây chính là các bước so sánh ở trong dạng bài số 2. Đó. Và dạng bài số 2 thì rất đơn giản, và thầy tin rằng là tất cả các bạn nhỏ chúng ta sẽ làm cực kỳ siêu tốt phần này luôn. Đúng chưa nào? Đó, đây là dạng bài số 2 nhá. Đó.